tại cửa hàng thực tế của Nối Thật Amia. Và đây cũng chính là chuyên mục review về các sản phẩm thực tế tại cửa hàng. Trong số lần này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn về bộ sản phẩm mà mình đang ngồi tại đây. Đó là một chiếc ghế sofa góc hình chữ L có tông màu kem trẻ trung và hiện đại. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về các thông tin cơ bản của bộ ghế sản phẩm cũng như các sự tiện ích của chúng mang lại trong không gian phòng khách của nhà bạn. Đầu, đây là một bộ ghế sofa góc hình chữ L có tông màu kem trẻ trung và hiện đại. Bộ sản phẩm này thì hiện đang có giá bán niêm yết tại hệ thống cửa hàng của Amia với mức giá trị 8.500.000. Bộ sản phẩm có thông tin cơ bản như sau. Với chiều dài của ghế, mình sẽ đo thực tế. Chiều dài của ghế tức mình sẽ tính ở đây là diện tích phủ bì các bạn nhé. Đây, mình sẽ đo từ bên ngoài ra tới phần trong này. Đây. Nó sẽ là 24. Đây, 24. Mình sẽ đo phần chữ L để tính được chiều dài của ghế sofa. Trông nó được hài hòa hơn. Và không thể thiếu đó chính là một chiếc bàn chải.
Với kích thước của một ghế sofa là 24x1m7 thì bạn có thể kết hợp với một chiếc bàn trà có kích thước là 51m hoặc là 60m2. Ví dụ như bàn này đây là bàn trà nhập khẩu 60m2 bằng kính thì sẽ khá phù hợp với một ghế sofa này của chúng tôi. Xứng đáng để bạn có thể sở hữu trong không gian phong cách của nhà mình.
việc vệ sinh nhà cửa có khiến bạn cảm thấy khó chịu không? Bạn có muốn tốn thời gian trong việc vệ sinh nhà cửa hay là vô tình làm rơi đồ đạc ở dưới gầm ghế và bạn sẽ rất khó khăn để có thể lấy được chúng ra, hoặc là bạn sẽ phải kê bộ ghế sofa này ra một vị trí khác bạn không lấy được hoặc vệ sinh ở dưới gầm ghế? Bạn có muốn điều đó không? Mình tin là câu trả lời là không rồi. Không một ai sẽ muốn dành quá nhiều thời gian trong việc vệ sinh nhà cửa trong khi bạn còn đang bận rộn công việc hàng ngày của mình. Và nếu như bạn muốn tiết kiệm thời gian trong việc vệ sinh nhà cửa thì hãy đến với những bộ ghế sofa da có chân ghế cao. Cụ thể đó chính là bộ ghế sofa này mình đang ngồi tại đây. Bộ sản phẩm được phát cho mình một chiếc áo da Malai nhập khẩu với chất liệu vỏ bọc da Malai này. Khi mình sờ vào mình cảm thấy rất là thích, rất là mềm mại và rất là mịn màng. Ngoài ra thì với chất liệu vỏ bọc da này nó có một đặc điểm rất ưu việt, đó chính là khả năng vệ sinh của chúng. Bạn có thể dễ dàng dùng một chiếc khăn khô hay khăn ẩm và lau trên bề mặt của ghế sofa là có thể làm sạch bề mặt của chúng rồi. Ngoài ra thì bộ sản phẩm để mang đến sự êm ái cho bạn khi ngồi thì chúng được kết cấu toàn bộ bằng phần nệm chuyên dụng dày dặn, vậy bạn có thể thấy nó rất là dày hơn muốn ăn tay của mình cơ mà, rất là dày luôn. Và phía bên dưới của phần nệm thì có sử dụng lõm xo đàn hồi để giúp bộ sofa được đảm bảo tuổi thọ hơn, cũng như là giúp bộ sofa được ngồi bền lâu hơn rất là nhiều. Và bên trong của bộ sản phẩm thì nó sử dụng toàn bộ khung gỗ tự nhiên đã được xử lý bằng công nghệ để đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình cả nhà sử dụng. Và mình sẽ làm một thí nghiệm nhỏ để bạn có thể thấy được rằng chúng êm ái và dễ chịu tốt đặc biệt như thế nào. Như bạn có thể thấy, khi mình bước từ module này sang module khác thì chúng không hề bị cong vênh hay bọc bẹp, rất chắc chắn. Đồng thời những bước chân của mình khi ở trong đây nó rất là độ nhún rất là tốt. Bạn có thể thấy được rằng chúng êm như thế nào. Và khi mà mình bước xuống ấy thì nó đã nhanh chóng trở lại vị trí như ban đầu. Vậy là bạn thấy là chúng có độ đàn hồi rất là tốt và chất liệu vỏ bọc da cũng rất là ok. Không chỉ vậy, như bạn nhìn xuống phần chân của ghế sofa được thiết kế rất đặc biệt. Như bạn có thể thấy, với phần chân ghế được thiết kế bằng ni lông hơi uốn cong như thế này, bên cạnh vẻ đẹp và sự trẻ trung hiện đại cho chúng mang lại, mà bạn cũng có thể dễ dàng làm sạch ở dưới gầm ghế, hoặc bạn có thể cho một con sen chạy ở dưới gầm ghế, rất là thoải mái, rất đơn giản. Với cái chiều cao của con sen sẽ rơi vào từ 5 đến 7 phân thì bạn có thể con sen để dễ dàng đi lại ở dưới gầm ghế, làm sạch vệ sinh cho gia đình của nhà bạn, như là đảm bảo tính an toàn hơn cho cả nhà trong quá trình sử dụng của bàn ghế sofa. Trên đây là những cảm nhận thực tế của mình, còn bạn thì sao? Hãy bước chút thời gian để ghé qua hệ thống cửa hàng của IMEI trên toàn quốc để được trải nghiệm giống như mình. Và để biết được địa chỉ cụ thể, hãy truy cập website imea.com.vn ở dưới chân trang. Chúng tôi có địa chỉ cũng như có bản đồ hướng dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.